biết sao không? Mỗi lần mà Dương đi gặp bạn bè Lucy là Dương cứ như bị hỏi cung mọi người ơi <laughs> Dương ngồi giống lắm, người... ừ, như đang phỏng vấn này mọi người Ý như đang, ngồi phỏng vấn gì đó Bao nhiêu là câu hỏi tràn trề bờ đê Hỏi quá trời hỏi hỏi, hỏi, hỏi từ trong ra ngoài, hỏi từ trên xuống dưới, hỏi tùm lum hết à, Rồi kỳ vậy. duyên với Minh Triệu đúng như một mentor thực thụ <laughs> Còn đây là thí sinh Nên là lần nào Lucy cũng có chọc Dương là Rồi chuẩn bị nha đi gặp mọi người Chuẩn bị tâm thế là thí sinh đi nha <laughs> Đó, còn Lan Ngọc thì uh, chọc Lucy nhiều lắm, Lan Ngọc thì chọc Lucy nhiều, uh, vui vẻ lắm, Người cứ kêu là hả, uh, cưới đi, chị còn đời gì nữa, chị cứ cưới đi, bây giờ chị cưới đi, có em ở đây mà chị cứ lo gì đâu, chị cưới đi, bây giờ chị cưới đi, cưới đi, cưới đi cho em chờ chứ em vui lắm, em mê lắm cưới lắm.